quán sữa chua của cô Tiên nằm trên ngọn hải đăng. Bây giờ đây là hai cái bánh lăng nè, hai bé sẽ dùng thử nha. Từ từ con, để anh hai đút cho. Rồi anh hai đút cho em miếng nha anh hai. Con tự múc rồi con. Rồi con tự múc rồi đấy đó. Cảm nhận của anh hai ngon anh hai. Bánh lăng ngon. Béo nha. Cho em để em ăn đi. Bây giờ mình sẽ ăn thử trứng gà nha các bạn, trứng gà lòng đào nha. Ăn hết vô. Thôi mà thôi. Đây. Học cái muỗng này nó không đủ độ để lật để mà đập nó. Con lấy một chén con tự ăn đi Quân. Bữa giờ là đi Vũng Tàu rất là nhiều lần rồi, muốn ăn cái chỗ này lắm nhưng mà chưa có dịp để ăn. Con phải lột ra trước. Đây các bạn, muối tiêu, chanh ớt, ấm hỏi luôn các bạn. Nó béo. Nó ngon các bạn. À, cái lòng đào của người ta làm đó các bạn. Luộc sao hay ghê ha. Vừa chín tới đủ độ. Nhà mình luộc á cũng lòng đào nhưng mà nó không có ra được vừa chín tới như vậy được. Khó, chắc người ta có đỡ có cách canh á. Nè. Múc ăn em. Cái lòng trắng á. Mẹ. Nó béo lắm. Cái quán này á, là từ lúc mà nó bắt đầu nổi lên á, là rất là nhiều quán á, nhờ nhái theo ở dưới chân núi các bạn. Và những cái địa điểm khác ngày hôm qua mình sợ cũng trứng gà da ua cô Tiên rồi nọ mà nó con ra về tút bên cái đường, không phải giờ đưa lên chỗ này mà nó dẫn mình qua cái đường khác. Thì qua đó buổi tối mà hôm qua tối là nó đâu có tìm được đâu, rồi xong người ta mới nói thôi chờ, người ta mới chỉ là kêu là lên ngọn hải đăng mà chỉ bán vào buổi sáng thôi, chiều khoảng 4-5 giờ là hết rồi, mà ở bên đó là nó vẫn hoạt động luôn các bạn. Nói chung là cái trứng gà này ăn nó rất là lạ mà ngon nữa, bổ nữa ha. Thì mình sang thử cái dưa chua nha, sữa chua. Coi có gì đặc biệt không các bạn ha. Cái này giống như dưa của mình làm bình thường nhưng mà nó kiểu như dưa gì gọi là gì? Đặc á. Chỉ dưa úp ngược, cái giống như vậy vậy, dưa úp ngược. Đủ đồ đặc, nó không bị chảy các bạn. Ngon lắm. Nói chung là cũng không uổng công mà lặn lội để tìm lên tới đây ăn các bạn. Thì nếu như các bạn có dịp đi tới Vũng Tàu rồi thì các bạn hãy tới quán sữa chua cô Tiên ăn thử nha. Mới nãy thì mình gọi 6 cái trứng gà với lại 4 hũ sữa chua thì 82.000. Mình cũng chưa hỏi giá một cái trứng nhưng mình cô đó tính như vậy. Còn cái gì, cái này là gì, bánh lăng á thì 10.000 một cái thôi, cũng rẻ. Còn cái trà tắc á 20.000 ly. Trà tắc đây nè các bạn. Nhưng mình ăn xong mình cắt nước mình có thể gọi trà tắc uống. Cũng ngon lắm. Nó có nước cam đồ này nọ nữa.
mình để ở đây là mỗi một quầy là riêng biệt. Cái sữa chua với lại trứng gà của cô Tiên là một người bán á. Còn những cái quầy nước rồi là riêng hết đó nha các bạn. Giờ này là 1:30 đến 2 giờ trưa á. Mà các bạn nhìn nó xe quá trời luôn, tấp nập luôn, lên xuống luôn. Phía trên này á, xíu là ngọn hải đăng. Nhưng mà hiện tại là đã đóng chắn cổng rào rồi các bạn ơi. Do là Covid á, mùa Covid á nên người ta không cho lên tham quan. Chứ không là mình cũng định ăn xong là mình đi lên tham quan ngọn hải đăng và ban sáng á. Nhưng mà mình nghiên cứu được á là cái ngọn hải đăng này mà mình tham quan vào ban ngày và ban đêm đều đẹp, vẻ đẹp khác nhau các bạn. Ví dụ như ban đêm á thì mình có thể ngắm toàn cảnh đêm thành phố, những cái ánh đèn rồi á rất là lung linh ha. Còn ban ngày thì cái sự mà coi như là từ trên cao mình xuống là cái toàn thành phố Vũng Tàu, cái sự hùng vĩ của núi với là biển nữa cũng đẹp lắm. Mà lần sau mình sẽ đi lên trên đó xem. Thì sau khi mà thưởng thức trứng gà lòng đào với lợ sữa chua cô Tiên á, thì mình sẽ đi về Biên Hòa. Mà trên đường về mình sẽ ghé ngang cái quán bánh canh tám lợt á. Coi như là mình ăn rất là nhiều lần rồi mình chưa có dịp quay lên cho các bạn xem. Quán bánh canh này rất là đặc biệt. Đông là đông luôn mà rất là ngon luôn các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn vào cái video sau nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Chúc các bạn khi mà đến Vũng Tàu sẽ tìm tới quán ăn và thưởng thức được những hũ sữa chua ngon và những cái trứng gà ngon vậy nha. Chào tạm biệt các bạn.